Miu công khai thả thính Quốc Trường. Sau cuộc tình thất bại với thiếu gia Phan Thành, Miu dường như rất hiếm hoi chia sẻ chuyện đời tư. Thế nhưng cô nàng lại là crush quốc dân của rất nhiều sao nam V-Speed. Thậm chí quý ông tia chớp Trần Anh Huy còn từng tặng sinh nhật 100 triệu và tỏ tình Miu cực lãng mạn. Mới đây thì cộng đồng mạng đã không khỏi xôn xao khi Miu công khai để ý một nghệ sĩ Việt. Theo đó thì khi Quốc Trường vừa đăng ảnh điển trai kèm một câu thả thính thì ngay lập tức Miu liền vào đáp lại, cả hai đã có màn tương tác cực tình khiến cho netizen tích cực thả tim. Đáng chú ý thì đây không phải là lần đầu Miu và Quốc Trường bị bắt gặp nói lời ngọt ngào như đôi tình nhân trên mạng xã hội đâu nha. Bạn nghĩ sao nếu Miu và Quốc Trường là cặp đôi mới của showbiz Việt?